Bảo anh có thể đứng dậy anh cho em đứng dậy được đâu, không có được hả? Không, không được. Dạ thôi để giờ quay quay được không? Được được, quay về đi em, coi nó có phát triển hơn không, mình nó phát triển anh có biết không anh Bảo? Không, có thể mỗi ngày một ít thì đâu biết được, cũng vậy. Thôi để anh Bảo đứng, tự đứng dậy đứng không được, quý vị khán giả phải có người đỡ lên đứng dậy được, đỡ lên mới đứng dậy được. Chào quý vị khán giả đến với kênh của Ẩn Hồ Nghĩa. Thì quý ông bà cô chú anh chị, em Ẩn đang có mặt tại gần nhà anh Bảo. Nãy giờ em đang ghi hình và giúp đỡ một cái hoàn cảnh gần nhà anh Bảo. Thì video này em muốn ghi hình vào thăm anh Bảo để coi tình hình sức khỏe của ảnh sau khi mà hôm bữa ảnh đi khám ở bệnh viện Hàn Quốc về á, bây giờ ảnh như thế nào nha cô chú anh chị. Thì em xin phép mời quý ông bà cô chú anh chị cùng em để vào vào thăm anh Bảo nha mọi người. Chị khán giả, hình như em phát hiện gặp anh Bảo. Ủa anh đi bán vé số hả anh? À. Dạ anh chạy lên khúc trên đi. Thì hết vé số chưa? Còn ít, mười mấy tờ. Còn ít hả? Chỗ này nắng quá, lên khúc trên đi. Thì cô chú anh chị, trên đường em tính vào thăm anh Bảo thì em gặp ảnh đi bán nè cả nhà. Anh chạy chậm quá. Thôi sẵn em ghi hình luôn cho quý vị xem. Đó, quý vị khán giả, nếu mà bình thường quý vị thấy anh Bảo mặc áo vậy thì chắc không ai nghĩ là trên cơ thể ảnh mang một cái khối u hơn 30kg đâu cả nhà. Đi thì đi bán không có mang dép luôn, không thấy mang dép luôn. Anh Bảo ơi, anh kiếm cái quán nước nào đó anh vô anh bán vé số rồi em với anh uống nước luôn. Ở đây có quán nước nào không? À, ở đây có quán nước không? Thì em đang theo chân anh Bảo đi bán vé số nè quý vị khán giả. Chút xíu nữa anh Bảo anh bán còn lại nhiêu em mua phụ ảnh ít tờ. Hên quá, tính vào nhà thăm ảnh mà gặp ảnh luôn, gặp ảnh đi bán vé số vòng vòng ngoài này nè. Ủa khúc trên đây có quán cà phê, quán nước nào không anh? Có, có. Dạ dạ. Yeah.
Em thì em mới kêu anh Bảo vô quán cà phê mời mua giấy số, bán giấy số luôn, rồi sẵn uống nước luôn. Rồi đường thì bụi quá. Thôi để anh Bảo vô quán em ghi hình tiếp cho quý vị xem nha. Gặp anh Bảo bán giấy số ở trong kệ hộp. Kêu nước đi anh. Rồi, quý vị khán giả, cái cây này là cây Thala nè. Cây này ở Đạo Phật mới có. Cái bông. Anh Bảo. Dạ. Anh Bảo dẫn vô ngay chỗ bán hộp uống nước luôn. Còn giấy số không anh? Còn. Đâu cho em coi thử giấy số anh số mấy? Ôi 678 số sảnh. Đó. Bữa nay sổ luôn hả anh Bảo? Ừ, chiều nay sổ. 9 tháng 3. Chiều nay 4151. 4151 không? Hay biết mấy không? Ủa số gì? Số là em mua ít tờ thôi. Mua hết cho mỏng đi. Nè. Đây còn tờ chữa, còn hai tờ số 10. Em tờ chị tờ, em hai tờ này. Rồi còn như chủ bà chủ đại hộp lấy hết đi. Lấy số không rồi hả? Thôi lấy số 1 đi, đổi là số 1 đi. Đổi hả nhái? Đổi hả nhái? Ok. Anh đang có tật. Chị thương. Chị biết anh này không? Ảnh mang cái cục bú mấy chục ký trên lưng. Bữa thấy có trên YouTube. Thì tôi em ghi hình đó. Ôi vậy hả? Vậy hả? Tội nghiệp quá. Ủa gần trại hành chính quýt không? Em trên đây, khi ngã tư ngay chỗ tháp chạy lên tí. Nhà đầu tiên đó. Ôi, qua được cái nổi nhà đầu tiên. Vậy là hôm nay Cương làm cho ha. Mua còn mấy tờ mua hết cho ảnh đi. Cho ảnh về ảnh nghỉ. Còn mấy tờ anh? 6 tờ. Để chút. Còn 6 tờ. Chút xíu cũng hết. Rồi. Bà chủ này ngày mai cho hết chuyển bán nước mía, bà chuyển qua bà bán vàng à. Mày sao lại hả? Mày không mua đó hả? Ăn mày không hối hận hả ai? Thôi. Hết giấy số rồi ha anh Bảo? Hết rồi, giờ khỏe à. Thì quý vị khán giả, nãy giờ quý vị cũng thấy em nha. Anh Bảo dẫn em vô quán nước này, rồi giấy số cũng bán hết rồi. Hai anh em nãy giờ cũng uống 2 ly nước. Đó quý vị khán giả. Thì em đầu tiên em chào anh Bảo nha. Chào. Em chào quý vị khán giả. Thì hôm nay em cũng không có thời gian nhiều để thường xuyên lên ghi hình cũng như là hỏi thăm. Hôm nay có duyên em cũng gặp anh ngoài đường rồi, gặp anh rồi dẫn vô trong đây uống nước rồi ngồi tâm sự. Thì cho em hỏi thăm anh một chút xíu. Thì từ bữa anh về tới giờ á, từ đi khám ở dưới Sài Gòn á, thì về sức khỏe anh thế nào anh Bảo? Sức khỏe cũng bình thường. Ăn uống cũng ráng nghỉ ngủ làm cho sức để ngồi gầy gần nhất trong chờ tới bác sĩ mổ cho khỏe. Dạ. Yeah. Bây giờ đi bán, ví dụ đi chạy dằn rổ gà cái rồi bốn tưng lên rớt xuống đá thở luôn. Dạ. Yeah. Nó gị gịch xuống nặng không anh? Xuống, kỳ xuống. Gị xuống nặng không? Nặng. Dằn rổ gà tưng lên cái kỳ xuống, rất ngược cái lợi. Dạ. Yeah. Thì quý vị, cô chú anh chị, em thì cũng không phải là bác sĩ, thì em ở địa phương gần nhà anh Bảo đây. Em cũng động viên ảnh, thì bây giờ đã bác sĩ đã vào rồi, đã thăm khám anh rồi, đã biết được là cơ thể trọng lượng của anh cũng như cái trọng lượng khối bú. Thì người ta, em cũng có coi trên video, bác sĩ cũng có cân luôn phải không anh? Có cân. Rồi bác sĩ có nói trọng lượng nặng bao nhiêu không? Sĩ nói chắc mười mấy ký, dự đoán không được chính xác tại vì nó nằm trong cơ thể. Là bên phần bác sĩ phải không? Dự đoán khoảng mười mấy hai chục ký.
tại vì dính trong cơ thể đâu có cân được. Không có cân được tại nó dính luôn trong cơ thể. Dạ. Dính trong cơ thể không có cân được. Dạ. Rồi từ ngày về em cũng thấy anh đi bán giấy số, anh cũng nói em bán giấy số bình thường. Rồi hôm nay em cũng thấy anh bán giấy số luôn nè. Thì bán luôn bình thường, đâu có nghỉ ngày nào. Dạ. Rồi cho công việc vậy rồi bây giờ em hỏi vậy luôn nha. Quý vị khán giả cho em hỏi anh Bảo. Ví dụ như bản thân anh á là anh có muốn mổ càng sớm càng tốt không? Hay như thế nào không? Thì mổ sớm như nào cũng khỏe trường đấy cho nó. Anh dám chấp nhận đối diện với ca mổ không? Dám chấp nhận đó mổ đối diện với ca mổ chứ. Bây giờ nặng nề trong người quá. Dạ. Đi đứng rất là khó khăn. Đứng lên ngồi xuống cũng được, giờ ngồi dậy chút phải có người đỡ lên mới đứng dậy được. Chứ đâu đứng dậy được đâu. Dạ. Nếu mà thường thường theo em biết á là anh muốn mổ quá, bác sĩ sẽ mổ cho anh, nhưng mà có điều kiện là người thân người nhà anh á là phải giống như ký tên cái bản cam kết với bác sĩ, người ta mới dám thực hiện ca mổ cho anh. Thì người nhà có chịu không? Thì có lẽ chịu chứ. Thì bác sĩ mổ mà cũng đâu có muốn cho mình phải mất đi đâu, mình muốn cứu sống mạng người chứ đâu để mình mất đi. Mà anh có lo không? Lo là không vấn đề gì, nôm nao tới ngày đi khám mổ thôi. Anh có tự tin vào bác sĩ thực hiện ca mổ cho anh không? Rất tự tin. Dạ. Thì giờ để trên người mấy mươi năm nay rồi nặng nề quá trời, đi đứng cũng rất là khó. Dạ. Thì quý vị khán giả, không biết bác sĩ ở bên bệnh viện Hàn Quốc lúc trước khám cho anh Bảo có xem được video này không? Nhưng mà nghe cái câu anh Bảo hỏi nói là rất tự tin, thì có thể là anh Bảo tin tưởng tuyệt đối vào cái liệu trình cũng như bác sĩ phác đồ của bác sĩ xử lý cái khối u cho anh. Anh có mơ ước gì không anh Bảo? Mơ ước thì cắt khỏi cái khối u này rồi đi bán. Yeah. Rồi nuôi sống bản thân mình thôi, chứ giờ ngày càng lớn tuổi rồi anh chị em cũng có mà nó đâu thể nuôi mình hoài được. Dạ. Anh Bảo anh có mình hoài không anh? Anh Bảo anh có thể đứng dậy anh cho em đứng dậy được đâu? Không có được hả? Không, đứng dậy không được. Dạ. Thôi để giờ quay được không? Được. Quay dậy đi. Em coi nó có phát triển hơn không? Mình nó phát triển anh có biết không anh Bảo? Không. Có thể mỗi ngày một ít mình đâu biết được. Cũng vậy. Thôi để anh Bảo đứng dậy, đứng không được quý vị khán giả, phải có người đỡ lên mới đứng dậy được. Ở đây là quý vị khán giả, nãy giờ sẽ có quý vị hỏi hết chậu nước rồi sao mà tự nhiên chui vô, thế nào cũng sẽ có khán giả hỏi chui vô cái chỗ này. Anh có thường uống cái chỗ này không? Thì đi bán khi mệt thì vô đây uống mát mẻ. À là có nghĩa là cái chỗ này là lúc trước anh bán anh mệt anh thường uống ở chỗ này. Mệt chút mình nhờ người ta gửi mình lên. À ngay chỗ này bên hông cái đồng ruộng nè quý vị, là nên nó sẽ có gió nó sẽ lùa vào chỗ này ngồi, mà cái hoàn cảnh chỗ này thì nó hơi gây rợn chút chứ. Rùng rợn. Đây là cái cây sala nè. Thì anh Bảo ơi, bữa nay gặp anh á là để em sẽ cho anh biết là tuần sau em sẽ gọi anh trước một ngày hai ngày để em dẫn một người chị cũng không phải bà con, là người chị này đồng hành với em cũng rất là nhiều, giống như là đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn á. Thì chị này cũng không có quay phim, làm YouTube, không có Facebook gì hết. Chị sẽ lên gặp anh để trò chuyện cũng như là sẽ hỗ trợ cho anh một món quà nho nhỏ, cũng như là cái chi phí anh trang trải anh đi lên đi xuống thành phố. Yeah. Đó thì tuần sau nha, tuần sau có gì em gọi anh. Về nhà hôm nay ăn uống đâu được không anh? Về nhà ăn uống bình thường, thì về nghỉ ngủ rồi cho nó có sức khỏe lại. Dạ. Không dám thức khuya nữa, 9 giờ đã ngủ. Dạ. Thì ban ngày hết sớm chút cũng ngủ có chiều tối luôn. Hết sớm là mình đi ngủ ha. Sớm về cơm nước tắm rửa xong lên ngủ tới chiều tối.
trước còn đi buôn bán lâu chứ về nhà còn nằm nhà chứ không ngủ, nay ngủ ngay rồi có sức khỏe. Dạ. Đó quý vị, quý vị thấy đôi khi quý vị xem kênh của em, kênh của Phong Bụi cũng như Nhân Chứng đó, thì quý vị thấy tụi em quay phim thì anh Bảo nói là hàng ngày anh đi bán vé số chứ chưa có ai ghi hình được cái cảnh mà cái nỗi vất vả anh mang cái khối thịt mấy chục ký như vậy anh đi bán từ tờ vé số. Thì hôm nay em ghi hình cho quý vị thấy, anh có thể cho em mượn cái sổ giò không? Thấy vậy, vậy chứ cực khổ lắm, đi buôn đi bán. Dạ, yeah. Này quý vị, với sổ giò này ngày 8 tháng 3 ngày hôm qua nè, là mỗi ngày là anh bán là nó sẽ cho anh một tờ hả? Đúng rồi, nhưng mà đầy rồi, đầy lấy bỏ rồi. À, đầy hết cuốn sổ rồi, lâu ngày hết cuốn sổ. À, rồi bỏ hết, à. Còn được hai vé thôi, hai tờ thôi. Là bữa hôm qua vé ngày qua bữa nay giò, còn chiều nay mới lấy khác. À, thì không biết cô chú anh chị nào ngày 8 tháng 3 có mua số thì sẵn em quay cái này là lấy vé số ra giò luôn nha. Đó. Tội nghiệp anh Bảo đi không vợ không con. Mang lúc bán buôn bán nặng nề lắm. Dạ. À, nhiều khi chạy xe mà anh trượt lộn sống lương lỗ gà lộn té cái nằm luôn dưới. Dạ. Đâu đứng dậy được đâu. Lỗ gà rồi cái nằm xuống. Dạ, té là nguyên thân thể nằm đất xe đè nữa. À, mấy tháng nắng này còn đỡ chứ tháng mưa rồi thôi. Tháng mưa có nghĩa là hết luôn. Tháng mưa có nghĩa là nó đường nó trơn á. Anh lấy cái bọc á là anh có thể bỏ vé số vô. Đôi khi mình ướt nhưng mà vé số nó sẽ không bị ướt. Tháng mưa té xuống rồi thôi, xong té xuống xong đi về luôn, tắm rửa đi rửa. Rồi những lúc như vậy rồi ai đỡ anh lên? Thì chờ người ta đi ngang nhờ người ta đỡ lên. À, có nghĩa là người ta chạy ngoài đường đi ngang. À, nhưng ngoài vậy nè, có người đi qua lại á, nhờ người ta gửi lên cái. À, là có nghĩa là anh kêu người ta là sóc anh lên ha. À, chứ mới đứng vậy được, chứ đâu đứng vậy được. Giờ ngồi vậy là đứng vậy cũng không được nữa. Ngồi vậy đứng cũng không được. À. Cái lý do mà đứng lên không được có nghĩa là phía sau lưng nó nặng quá, nó gị xuống à. Nó gị ngược. Cái thằng thứ hai nó chân có tật, đi vậy không. Đi vậy không đâu có đi bằng như người ta vậy đâu. À. Đi vậy không. Ừ. Đi vậy. Đi vậy không đâu có yếu, đâu có thăng bằng gì đâu. Hôm bữa em nghe người chị của anh nói là do cái chân của anh đó là gân nó bị rút phải không? À, gân rút. Rút cái gân đi. Nhớ. Rồi đi vậy riết giờ chắc quen luôn hả anh Bảo? Đây đi sao chứ đi ngoài té ngoài à. Đi mà nhóm nhóm thì dễ té, tại mình đi bằng mấy đầu ngón chân. Đâu có thăng bằng đâu. Người dưới cũng cỏ cũng té nữa. Con chó mà chạy ngang càng cái cũng té. Chó đi ngang càng cũng té. Rồi. Trời đất ơi. Thì nãy giờ em trò chuyện cho quý vị khán giả, quý vị cũng nghe anh Bảo tâm sự. Ảnh rất là muốn loại bỏ khối u này ra khỏi cơ thể để hàng ngày ảnh đi bán vé số cho nó khỏe. Nó khỏe lại chứ mấy chục năm qua ảnh như vậy rồi. Đó, em cũng cầu mong hy vọng là cái ca phẫu thuật cho anh sẽ sớm diễn ra để sớm ngày nào để anh trở lại cái cuộc sống bình thường như mọi người bình thường. Ngày đó, đó. Với em cũng cầu chúc cho anh lúc nào cũng buôn mai bán đất để bán để có cái tiền chủ yếu là trang trải anh ăn uống rồi thôi. Còn hôm nay tiền Mạnh Thường Quân thì anh cũng không đâu dám xài hả? Đâu có xài đâu, để dành để có đi lên đi xuống xe cộ rồi chứ. Anh để dành, anh để vậy là anh để ở nhà hay là anh gửi thẻ? Bỏ thẻ đâu có đâu để nhà. Anh gửi thẻ hả? Anh có thẻ ngân hàng hả? Có thẻ. Rồi, ngân hàng anh, ngân hàng gì? Agribank. Anh còn nhớ số tài khoản không? Số thì không nhớ, nhưng mở lên nhớ. Dạ, anh mở lên, anh đọc luôn đi. Cô chú anh chị. Anh Bảo, anh có làm một cái thẻ ngân hàng. Đó, để anh đọc cái số tài khoản ngân hàng ảnh. Quý vị thương tình, thương ảnh thì có thể ủng hộ
tịnh tài tịnh vật cho ảnh nha. Đó quý vị thấy không, vợ không con thì bán cái số nhóm nhóm cái chân mang trên người cục thịt mấy chục ký lô, ngồi xuống là đứng dậy không được, phải nhờ người khác xốc lên. Số số mấy đọc kỹ nha. Không, số là 66192 66192 0571 0571 1801 1801. Đó quý vị nhớ, nếu mà không nhớ thì mở cái clip này coi lại lần thứ hai để nhớ số tài khoản anh Bảo cũng như số điện thoại anh luôn. Chủ tài khoản là Nguyễn Đình Bảo. Nguyễn Đình Bảo ha. Ngân hàng Agribank. Ngân hàng chi nhánh Đức Hòa ha. Đức Hòa. Đức Hòa thì cùng của em. Em cũng ở Đức Hòa luôn. Thì anh Bảo ơi, giờ hết rồi, giờ anh về nhà rồi, sáng giờ anh ăn uống gì chưa? Ăn rồi. Ở nhà nấu cơm hả? Để ăn cơm nha. Anh nấu luôn hả? Khi 4 giờ mấy 5 giờ vậy cắm vô. Dạ. Đó thì anh cô chú anh chị tiết kiệm từ đồng từ cát để dành những lúc hữu sự. Bây giờ Mạnh Thường Quân cho thì cũng đâu có dám xài. Xài tiền đâu, đi lại đi lên đi xuống. Chi phí một lần anh đi nhiêu tiền? Đây dưới 800. 800 ngàn. Tiền xe không hả? Tiền xe không. Xuống dưới ăn uống gì không? Ăn không có ăn. Về nhà ăn luôn. Về nhà ăn hả? Sao anh không ăn? Thì tiết kiệm đồng nào để không lấy. Về nhà ăn phần cơ ăn cũng hết mấy chục ngàn rồi. Dạ. Khoảng 50 ngàn rồi đâu ít. Ở thành phố thì đúng rồi. 40-50. Quý vị nghe nói nghe thương chết không? Ăn không dám ăn, chỉ uống nước. Dành tiền bệnh hoạn ốm đau thì dù bệnh cảm nhức đầu nhờ cháu con đi mua liều thuốc. Cũng phải đưa tiền cho nó mới đi chứ, không lẽ mình nói cái miệng không, mình sao nó đi được. Nhờ mua thuốc cũng phải đưa tiền ha. Sao? Nhờ cháu mua giùm cậu hay chú liều thuốc. Phải đưa cho nó 20-30 ngàn, 50 ngàn cho đi mua giùm. Dạ, dạ. Bởi vì số phận hơi cố gắng lên anh Bảo. Hy vọng trong năm nay cục bú anh sẽ biến mất khỏi cơ thể anh. Trong năm nay thôi, tại vì giờ là mới có đầu năm thôi. Thì quý vị khán giả, nãy giờ em thăm anh Bảo, em bắt gặp ảnh rồi, ảnh giờ em vô đây hai anh em cũng trò chuyện nè. Trước khi em kết thúc, em cũng hy vọng quý ông bà cô chú anh chị nào thương mến kênh của em, kênh nhỏ xíu này, thì đăng ký kênh để theo dõi những video sau, đặc biệt là cái hành trình để em ghi hình để giúp cho anh Bảo mất cái khối u này. Đó, cũng như em sẽ chúc cho anh Bảo lạc quan lên nha. Về cứ nghỉ thoải mái bình thường. Bây giờ là bác sĩ cũng đã biết rồi, thì chỉ chờ vào thời gian thôi, một ngày thích hợp bắt đầu là lên ca mổ để loại bỏ, thay đổi cái số phận cho anh. Đi cho nhẹ nhàng cơ thể, đi quyết nặng này. Dạ. Giảm nổi. Dạ. Rồi, một lần nữa em xin cảm ơn quý vị khán giả. Chúc anh Bảo nhiều sức khỏe và vui may bán đất nha. Chào anh nha. Quý vị khán giả. Dạ.